Kết thúc năm 2018 bằng MV mới Nhuốm Màu Liêu Trai, Phan Mạnh Quỳnh đang nhận được sự chú ý của khán giả. MV kể về cuộc đời của cố thi sĩ Hàn Mặc Tử. Cảm nhận chung của đông đảo người xem sau khi theo dõi MV huyền thoại của Phan Mạnh Quỳnh là sự tinh khôi, huyền ảo và ám ảnh. Huyền thoại do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác từ cuộc đời bi kịch của nhà thơ lừng lẫy Việt Nam, âm nhạc do chính Phan Mạnh Quỳnh phối khí, lời ca lãng mạn như thơ vừa triết lý đầy tính chiêm nghiệm. MV kể về cuộc đời của cố thi sĩ, người đã khởi đầu cho dòng thơ hiện đại lãng mạn. Trong MV, nam diễn viên Lê Thanh Bảo Anh đảm nhận vai Hàn Mặc Tử. Anh lột tả được vẻ ngoài thư sinh, đầy chất thơ cùng với ánh mắt si tình, nhưng bị nỗi đau dày vò đến tận cùng cả về thể xác lẫn tâm hồn. Huỳnh Khánh Vy, vợ sắp cưới của Phan Mạnh Quỳnh, vào vai nữ chính, người yêu trong mộng của Hàn Mặc Tử. Để thực hiện MV này thì Phan Mạnh Quỳnh đã mất một năm. Sự kỳ dị liêu trai và tinh khôi trong trẻo, cảm xúc và phi cảm xúc, thực tại và tương lai, tất cả tạo thành một MV huyền ảo, ám ảnh, không kém phần ma mị.